chuyện kể về Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Quốc Hoàn. Quý vị thân mến, trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, như một mối liên hệ đặc biệt, rất nhiều người con xứ Nghệ đã đến với mảnh đất Thăng Long, Hà Nội. Và cũng tại đây, họ đã có những cống hiến xuất sắc, góp phần xây dựng nên một Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, văn hiến, văn minh và hiện đại. Trong số đó, phải kể đến đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Để hiểu hơn về những đóng góp của ông, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân dung lịch sử. Tham gia cách mạng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1916 trong một gia đình dân nghèo ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sớm chịu ảnh hưởng của phong trào yêu nước, năm 1930, ông tham gia tổ chức học sinh phản đế của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó, ông thoát ly gia đình, đi làm phu mỏ chì Boneng ở Lào. Tại đây, ông tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 3 năm 1934, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trước yêu cầu cấp thiết về chỉ đạo của trung tâm chính trị hàng đầu này, xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập lại Thành ủy Hà Nội vào tháng 3 năm 1937. Phạm vi hoạt động bao gồm cả Hà Đông và Sơn Tây. Đồng chí Trần Quốc Hoàn được xứ ủy Bắc Kỳ cử vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm phó bí thư rồi bí thư Thành ủy đến năm 1940. Những năm này, ông dồn tâm sức cùng với các đồng chí trong Thành ủy Hà Nội khôi phục lại phong trào từng bị tổn thất nặng nề trong thời kỳ địch khủng bố trắng trước đây. Ông đã cùng Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng các đoàn thể quần chúng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân lao động, tầng lớp công nhân, thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ với nhiều loại hình tổ chức sinh động, rộng rãi. Phát động hàng chục cuộc đấu tranh lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia với các khẩu hiệu như chống phản động thuộc địa và chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình, đưa Hà Nội trở thành một trung tâm cách mạng của cả nước. Từ những cơ sở do Thành ủy Hà Nội gây dựng trong những năm 1938-1939, phong trào đấu tranh của công nhân Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Ngày 1 tháng 5 năm 1939, lần đầu tiên ở Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức công khai ở nhiều địa phương. Ở Hà Nội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Bộ phận Công tác Báo chí Công khai của Đảng đã vận động chi nhánh Đảng Xã hội Pháp đứng ra xin phép tổ chức Ngày Quốc tế Lao động. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Trần Quốc Hoàn và Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng tham gia đông đảo. Tháng 5 năm 1940, trước yêu cầu mới của cách mạng, Trung ương Đảng điều ông rời Hà Nội về công tác tại cơ quan in báo Cờ Giải Phóng, phụ trách giao thông xứ ủy Bắc Kỳ. Tiếp đó, phụ trách phong trào hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Đầu năm 1941, ông bị thực dân Pháp bắt, đưa về Hà Nội với mức án 6 năm tù giam và 20 năm quản thúc. Sau đó bị đưa lên giam giữ tại nhà tù Sơn La. Sau cuộc đảo chính Nhật Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, từ những kết quả đấu tranh của những người cộng sản ở nhà tù Sơn La, kẻ thù buộc phải trả tự do cho ông và hơn 200 tù chính trị khác. Ra khỏi tù, ông được Trung ương cử làm bí thư xứ ủy Bắc Kỳ và trực tiếp lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ. Thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945 có sự đóng góp to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Sát cánh cùng nhân dân Hà Nội chống thực dân Pháp. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nhưng sau đó không lâu, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 1945. Mảnh đất Hà Nội tiếp tục là nơi đầu sóng ngọn gió, chặn bước tiến của quân thù trong kế hoạch xâm chiếm Việt Nam lần thứ hai. Lúc này, tuy không trực tiếp làm bí thư Thành ủy Hà Nội, nhưng hoạt động của ông luôn gắn bó mật thiết với Đảng bộ Hà Nội. Ông trực tiếp chỉ đạo nhiều công tác của Đảng bộ Hà Nội, đặc biệt là cuộc chiến đấu 60 ngày đêm ở Liên Khu 1. Đảm nhận nhiệm vụ là phái viên của Trung ương tại mặt trận Hà Nội, ông ngày đêm cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Vương Thừa Vũ và các đồng chí trong Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo quân dân thủ đô tích cực chuẩn bị chiến trường,
tổ chức chiến đấu. Đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông chỉ đạo một lực lượng làm nổ nhà máy điện Yên Phụ, gây mất điện toàn thành phố, là hiệu lệnh mở đầu toàn quốc kháng chiến. Tiếp đó, sáng ngày 10 tháng 12 năm 1946, ông trực tiếp cùng với đồng chí Vương Thừa Vũ đi kiểm tra việc nổ súng mở đầu kháng chiến tại pháo Đài Láng. Để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ cầm súng chiến đấu bảo vệ thủ đô, vượt qua mưa bom bão đạn, tối ngày 23 tháng 12 năm 1946, ông cùng với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Khu ủy 11 và đồng chí Việt Hùng, Khu phó Bộ Chỉ huy Khu 11, vượt vòng vây của địch vào thăm cán bộ, chiến sĩ ở Liên Khu 1. Sự có mặt của ông cùng các đồng chí lãnh đạo trong giờ phút cam go nhất của cuộc kháng chiến đã nói lên tinh thần, trách nhiệm của những người lãnh đạo mặt trận Hà Nội. Hình ảnh tận tụy với cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đầu kháng chiến của Trần Quốc Hoàn và các đồng chí lãnh đạo cấp trên là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Liên Khu 1 phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Bác giao phó. Kể về chuyến thăm cảm động này, trong hồi ký Chiến đấu trong vòng vây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: Ngày 23 tháng 12 năm 1946, anh Trần Quốc Hoàn và anh Lê Quang Đạo được Trung ương cử vào Liên Khu 1 để xem xét tình hình tại chỗ. Khi trở về, các anh báo cáo với Bác và Thường vụ: Nếu được tiếp tế đều đặn về lương thực, đạn dược, trung đoàn vẫn có thể trụ lại vượt thời gian dự định. Năm 1947, ông được Trung ương cử làm Bí thư Liên Khu ủy 2. Tháng 3 năm 1948 là Bí thư Liên Khu ủy 10. Đến năm 1949, ông một lần nữa về với Hà Nội làm Bí thư Đặc khu ủy Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ông thực hiện đối với Đặc khu ủy Hà Nội giai đoạn này là công tác xây dựng Đảng. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Hà Nội luôn nhận thức rõ và phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trong công tác, lôi cuốn đông đảo quần chúng ủng hộ kháng chiến, ủng hộ cách mạng. Đặc biệt, do xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng, ông và một số đồng chí trong Đảng bộ Hà Nội đã biên soạn cuốn Cách làm việc của một cấp ủy. Đây là tài liệu quan trọng, là kết quả của một quá trình đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiếp thu, vận dụng lý luận khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin và những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách được phát hành rộng rãi làm tài liệu học tập, nghiên cứu trong toàn Đảng bộ Hà Nội. Những ngày tiếp quản thủ đô. Năm 1954, sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung ương Đảng cử lực lượng về tiếp quản thủ đô. Tuy nhiên, Hà Nội sau hiệp định Geneva còn nằm trong vùng tập kết của quân đội Pháp. Nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết kịp thời, đặc biệt là ngăn chặn âm mưu của kẻ thù. Nhận thức rõ điều đó, Trung ương Đảng quyết định tăng cường cán bộ kinh nghiệm cho Hà Nội. Ngày 6 tháng 9 năm 1954, ông được cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy tiếp quản thủ đô. Sứ mệnh lịch sử một lần nữa đặt lên vai đồng chí Trần Quốc Hoàn. Tiếp quản thủ đô trong điều kiện từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, ông cùng với các đồng chí trong Thành ủy đã lãnh đạo mọi tầng lớp nhân dân thủ đô đấu tranh đòi thực dân Pháp nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản đã ký kết tại Hiệp định Geneva, đấu tranh bảo vệ thành phố, bảo vệ xí nghiệp, công sở, chống địch phá hoại, bảo vệ tính mệnh, tài sản của nhân dân, phát triển lực lượng cách mạng trong thành phố, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bên ngoài vào tiếp quản, giải phóng hoàn toàn thủ đô. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là đồng chí Trần Quốc Hoàn, một cao trào đấu tranh của công nhân và nông dân thành phố chống địch phá hoại, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân diễn ra sôi nổi. Với những biện pháp khôn khéo, mềm dẻo, cuối cùng thực dân Pháp phải chấp nhận rút quân khỏi Hà Nội theo đúng thời hạn quy định và chuyển giao thành phố cho ta. 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 1954, những tên lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên. Trong không khí như mở hội, sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, 20 vạn nhân dân thủ đô xuống đường đón mừng Ủy ban Quân chính cùng quân đội nhân dân tiến vào thành phố. Cả Hà Nội dạo dực niềm vui giải phóng. Không chỉ nhân dân Hà Nội hân hoan đón ngày chiến thắng, nhân dân cả nước cũng hướng về chào mừng giải phóng thủ đô, một sự kiện trọng đại trong lịch sử hình thành và phát triển của thủ đô Hà Nội. Ngày 12 tháng 10 năm 1954,
Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa, họp phiên đầu tiên tại Hà Nội. Hội đồng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương thắng lợi to lớn của công cuộc tiếp quản thủ đô và nhiệt liệt khen ngợi lòng yêu nước của đồng bào, tinh thần kỷ luật của bộ đội ta và ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong công tác tiếp quản thủ đô. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Trần Quốc Hoàn đứng đầu về sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, đảm bảo việc tiếp quản thủ đô diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Trần Quốc Hoàn trở về lãnh đạo Bộ Công an cho đến năm 1980. Ghi nhận công lao đóng góp to lớn của ông đối với cách mạng, đảng, nhà nước, tặng thưởng huân chương sao vàng và nhiều huân huy chương, phần thưởng cao quý khác. Ông mất năm 1986 tại Hà Nội. Đánh giá về đồng chí Trần Quốc Hoàn trong điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu ngày 7 tháng 9 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh nêu rõ. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, một đảng viên cộng sản ưu tú và kiên cường, một cán bộ lãnh đạo cách mạng giàu kinh nghiệm của Đảng và nhà nước ta, đã cống hiến trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Ngày nay, tên tuổi của ông đã gắn với tên đất, tên đường, tên trường học, có sức thôi thúc và lay động lòng người. Nhiều ngôi trường trên đất nước ta mang tên Trần Quốc Hoàn. Tại Hà Nội, để tưởng nhớ công lao to lớn của ông đối với mảnh đất thủ đô, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên ông trong một đường phố ở thủ đô Hà Nội. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều người con ưu tú khác, đồng chí Trần Quốc Hoàn là một hiện thân tiêu biểu của người xứ Nghệ trên đất Thăng Long, Hà Nội, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An hôm nay và mai sau. Đồng chí Trần Quốc Hoàn là một nhà cách mạng lão thành, tiền bối tiêu biểu, giàu lòng yêu nước, kiên định, kiên trì, phụng sự lý tưởng cao cả của Đảng, phải không các bạn? Các bạn có đánh giá như thế nào về người con đất Việt kiên trung này? Hãy chia sẻ ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.